Đã bao giờ bạn thắc mắc là vì sao không ôm người yêu ngủ thì lại thấy thiêu thiếu chưa? Thậm chí là thói quen ôm người yêu khi ngủ còn được chia thành nhiều tư thế ôm khác nhau, như là ôm từ phía sau, ôm qua vai hay là gác chân. Và theo góc nhìn tâm lý học thì hành động này có gì mà gây nghiện đến vậy? Cùng một kiểu hạnh tìm hiểu nhé. Thứ nhất là nó giúp bình ổn tâm trạng. Và yếu tố giúp bình ổn tâm trạng chính là chất oxytocin được sản sinh qua những cái ôm, cái hôn hay là hành động âu yếm. Và cũng nhờ khả năng bình ổn tâm trạng này mà oxytocin đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt các cuộc cãi vã. Nếu bạn đang rơi vào một chiến tranh lạnh với ai kia ấy, thì nhớ ôm họ một cái nhé. Thứ hai là giúp cải thiện giấc ngủ. Theo chuyên gia tâm lý ấy, thì việc ôm nhau thực sự cải thiện chất lượng giấc ngủ của các cặp đôi, và đặc biệt là xảy ra sau khi mà quan hệ tình dục. Và điều này xảy ra là do một cái hormone tên là serotonin được giải phóng từ cái việc mà ôm nhau hay là mình có những cái hoạt động thân mật. Và hormone này thì có khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể, cải thiện giấc ngủ cũng như là hệ tiêu hóa và tuần hoàn máu. Vậy khi nào mà ôm nhau khiến cho bạn khó ngủ hơn? Mình có thể trả lời luôn đó là ôm nhau khi nóng. Không phải là khi nóng giận đâu, mà là khi mà nhiệt độ cơ thể của mình lên cao ấy, thì nó sẽ khiến cho mình cảm thấy rất là khó chịu. Thật ra ôm nhau khi ngủ thì mang lại rất nhiều những cái lợi ích, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần nữa. Nhưng mà vẫn có một số cái ngoại lệ. Và có lẽ là bên cạnh cái việc mà nhiệt độ cơ thể tăng cao thì mình còn nghĩ là tiếng ngáy. Trừ khi bạn thích cái tiếng ồn trắng thì chắc chắn là bạn sẽ rất khó ngủ với tiếng ngáy của người thương đấy.